sẽ cùng bắt tay vào chinh phục tiếng Anh nhé. Let's go! Hi guys, chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với bài học của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Unit 13 của chúng ta với Lesson 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Chúng ta vào 1. Look, listen and repeat. Chúng ta sẽ xem tranh, nghe và nhắc lại. Đồng thời các em cũng lấy giấy, bút để ghi lại nhé. A. Where are my posters, Mum? I don't know, dear. Look in your bedroom. B. Oh, they're under my bed. Thanks, Mum. Ok, vậy là chúng ta vừa mới nghe xong đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại nhé. A. Where are my posters, Mom? Where are my posters, Mom? Poster của con đâu mẹ? I don't know, dear. I don't know, dear. Dear như lần trước đã nói rồi là cách xưng hô thân thiện với người con. I don't know, dear. Look in your bedroom. Hãy xem trong phòng ngủ, đúng không? Look in your bedroom. Ok, sang bức tranh B. Oh, they're under my bed. Oh, they're under my bed. Ok. Chúng ở dưới gầm giường đúng không? Gầm giường của tôi, ok. Thanks, Mom. Cảm ơn mẹ. Tức là từ mai ở đây là con. Chúng dưới gầm giường của con. Ok. Tất cả cấu trúc mới và từ mới thì mọi người nhớ ghi lại nhé. Chúng ta sang to. Point and say. Chỉ tranh và nói. Where are the và there. They are there. Ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ nghe trước nhé. Where are the chairs? They're near the table. Ok, chúng ta đã nghe xong rồi. Và đó chính là bức tranh A của chúng ta đúng không? Where are the chairs? Ghế ở đâu đúng không? They are near the table. Near the table, ở cạnh bàn. Tiếp theo, B. Under bed. Và cái gì under the bed nào? Where are the balls? They're under the bed. Tiếp theo nào. Where are the pictures? They're under. They're on the wall. They're on the wall. Ok, tiếp theo nào. D. Where are the coat? They're behind the door. They're behind the door. Next. 3. Let's talk. Chúng ta sẽ cùng nói nha. Nào, chúng ta thấy là gì nào? Chúng ta thấy ở đây là mình phải đặt câu hỏi. Và tiếp theo là nói một câu trả lời. Và đây là bức tranh. Ok, chúng ta sẽ làm chung 3 câu. Và những câu còn lại chúng ta sẽ tự làm nhé. Nào, where are the pictures? They're on the wall. Where is the pillow? It's on the bed. Where are the balls? They're under
the bed. Okay, they're under the bed. Okay, chúng ta đã làm ví dụ 3 câu. Vậy thì tiếp theo các em tự viết ra vở nhé. Tiếp nào. 4. Listen and number. Chúng ta sẽ nghe và đánh số thứ tự. Okay. 1. Where are my books? They're there on the chair. 2. Where are my books? They're here on the desk. 3. Where are my books? They're there on the bed. 4. Where are my books? They're there under the desk. Tiếp theo nào. Chúng ta vừa nghe xong, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh số thứ tự từng chỗ nhé. 1 thì chúng ta nghe thấy từ chair, vậy thì rất dễ thôi. C là 1. Tiếp theo, ta nghe thấy từ on the desk. Books on the desk. Vậy thì là A, đúng không? Tiếp theo, ta nghe thấy là bed, là giường. Vậy thì D là 3. Và B là cuối cùng. Vậy thì ta có thứ tự như sau. C, A, D, B. Đúng không? Ok, chúng ta sẽ đi tiếp nhé. 5. Read and complete. Chúng ta sẽ đọc và hoàn thành những câu ở đây. Hello, my name is Phong. Here is a picture of my room. Đây là hình ảnh của phòng ngủ của mình. This is my bed. Đây là cái giường của tôi. My coat is on the bed. My coat is on the bed, đúng không? Là ở trên giường. Where is Phong's coat? Là câu hỏi thứ nhất của chúng ta. It is on the bed. Tiếp theo nào. There are 3 balls under the bed. Vậy thì where are the balls? The balls, they are under the bed. Okay. Tiếp theo nào. There are 2 chairs near the desk. Vậy thì câu hỏi tiếp theo của chúng ta là where are the chairs? Và chúng ta sẽ nói là near the desk. They are near the desk. Right? Okay. Câu hỏi thứ tư của chúng ta là where are the books and Phong's photo? Okay. Chúng ta xem tiếp nhé. There are 4 books and a photo on the desk. On the desk, đúng không? Vậy thì they are on the desk. Tiếp theo nào, 5. Where are the posters? There are 3 posters on the wall. 3 posters on the wall. Vậy thì they are on the wall. Okay, làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ sang 6. Write about your bedroom. Đây là việc làm của riêng mỗi người. Vậy thì các bạn hãy viết một đoạn. Nói đúng hơn là ở đây là điền vào chỗ trống, đúng không? Về cái phòng ngủ của mình nhá. Okay, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học sau nhé. Bye bye!